Hello, hello, chào anh em nhé. Chào mừng anh em và con bác trở lại với cái channel Nguyên, lại tất cả tài xỉu đây anh em ơi. Chương một cầu chốt lại cho anh em tại cổng game Tinh Đường Trò Chơi anh em. Đây thì vào cái 4 to anh em, tầm 47M anh em nhé. 47M gỡ cầu chốt lại tí thì mới vào gặp ngay cái đỏ bàn tài rồi. Bàn tài bằng đỏ cái tài nhẹ cho nên một tay cái này hợp lý anh em nhờ. Đấy, bắt về này bỏ cầu bệt xong ra lại mà gọi là một một thì khá hợp lý luôn. Một một cái bàn đỏ anh em tí nhá. Bàn đỏ xem cái tài không anh em ơi. Có tài có tiền thì mình luôn hai tay hai cầu đi. Chốt lại tí tí nào, cầu trúng khuôn không anh em ạ? Trúng khuôn là có lãi cho anh em đúng không? Và bằng xanh tài luôn này, bằng xanh tài luôn anh em hai tay luôn. Bằng xanh khả năng tài luôn anh em hai tay hai cầu này thì quá hợp lý rồi. Cứ đều tay này chốt lại cho anh em xem. Đấy. Anh em xem video mình thấy hay thì nhớ like, tìm subscribe đăng ký kênh anh em nhé. Đừng quên là kênh video của mình thì chương chia sẻ cho anh em này những phương pháp mẹo soi cầu gõ cầu tài xỉu chuẩn giúp anh em mình tăng tỷ lệ chốt lãi cực kỳ cao tại cổng game ở đây. TDTC Tinh Đường Chơi anh em ạ. Xem video thấy hay thì đừng quên để lại cho mình like, tìm subscribe đăng ký kênh ủng hộ anh em nhé. Gõ cầu chốt lãi canh đét nục nà cho anh em luôn. Bàn xanh cả bàn đỏ đi. Đấy, soi tí cho anh em nào. Đấy, hơi ngứa mũi tí anh em ơi. Ngứa mũi tí anh em ạ. Ok. Soi tí niệm pháp quả này chúng tài không anh em ơi, tài bằng xanh tí một tay nhá. Ai chúng chỉnh tí không đây anh em ơi, tài bằng xanh gọi lên là ok ngay. Soi 6-1-2 gãy xỉu mất một tay rồi, bằng đỏ cái tài bằng xanh gãy xỉu anh em ạ. Phải gãy cả hai tay à, hơi khoi anh em ơi. Anh em chờ trong xe lát đi. Gõ cầu soi cầu tí nào. Tiếp tục soi tiếp cho anh em, bỏ đây đánh gì đây anh em ạ. Và đây bằng đỏ thì có xỉu này, bằng đỏ xỉu nhẹ một tay cho anh em này, bằng xanh thì đang soi tí. Bằng xanh vẫn chưa biết anh em ạ. Cố gắng chốt lại trong khoảng từ 10 đến 20M thôi, ăn toàn là trên hết thôi anh em ạ. Vừa đánh vừa soi vừa phân tích cầu chuẩn anh em tí nhá. Bàn đỏ đang 1-1 anh em. Bàn đỏ bệt xong khả năng ra 1-1 đẹp. Nếu có 1-1 thì cứ đều tay mà chốt lại thôi. Ok không anh em nhỉ? Rồi. Bàn đỏ cho anh em một tay, một tay trúng xỉu bàn đỏ này. Bàn xanh thì xỉu tiếp anh em ạ. Bàn xanh xỉu này. Cứ nhẹ nhàng tình cảm, từng tay từng cầu đẹp đẹp tí là có lại cho anh em ngay đúng không? Đấy, anh em có thắc mắc gì đấy thì cứ comment ở phía dưới video này anh em nhé. Ok không ạ? À, quan trọng là chia sẻ anh em cái kinh nghiệm, cái kiến thức soi cầu, gõ cầu nào cho nó chuẩn thôi. Anh em chú ý á, mình sẽ có rất là nhiều phương pháp vào cầu, như là phương pháp vào cầu thiên phiên này, xính hồng một này, rất là nhiều luôn. Cái này hiệu quả hết inside thôi. Ai xem mà sẵn xỉu không anh em? Ôi, lại 2, 3, 6, 4 trúng xỉu cho anh em rồi. Trúng đẹp anh em luôn rồi, bằng đỏ tiếp tục soi nhá. Rồi hắc xì phát luôn, bằng đỏ này về tiếp tài 1-1 anh em ơi. Bằng đỏ về tiếp tài anh em, bằng đỏ này một tay. Đấy, bằng đỏ bằng đánh theo cầu của nó thôi, không phải biết làm gì ha. Đẹp thì mình đánh mà xấu mình bỏ thôi. Xanh đỏ tím vàng. Hai tay hai cầu chúng chỉnh như thế này là ok la. Ok chưa anh em? Xem từ bằng đỏ này ra chúng tài không nhá, nếu mà chúng tài vẫn theo cầu được anh em ạ, đánh bệt cầu luôn. Nào gãy bỏ luôn cho anh em xem. Có tài không anh em ơi? Có tài không anh em ạ? Ôi, 6-6-1 chúng ta đẹp rồi. Nó phải như thế đúng không? Rồi, bằng xanh soi tiếp anh em bằng xanh đi. Đỏ xanh tím vàng cho anh em. Bằng xanh thì xỉu ra tài à. Hơi căng đấy anh em ơi. Bằng xanh tiếp cái xỉu cho anh em gãy nhá. Xỉu cho anh em bằng xanh đây nhá. Vừa đánh vừa soi anh em tí đây luôn anh em ạ. Xỉu bằng xanh anh em tí anh em ạ. Xỉu bằng xanh anh em tí đây anh em. Vừa đánh vừa soi anh em cái anh em nhá. Rồi vừa đánh vừa xoay gõ cầu chút lại cho anh em tí luôn anh em ơi. Xoay cầu đều tay tím không nhá. Thôi. Cầu trúng xíu cho anh em rồi. Đấy. Xoay cầu tiếp mà chút lại anh em. Cầu này 1-1 bằng đỏ đây anh em ơi. Bằng đỏ 1 tiếp tục về cái xíu cho anh em bằng đỏ nhá. Đây bằng đỏ xíu à. Xíu hay gãy tài đây. Tôi sợ là gãy tài anh em ạ. Nhưng mà cứ về xíu bằng đỏ cho anh em đi. Về xíu bằng đỏ tí anh em. Đấy. Đấy, xem thử là có xỉu không anh em nhá. Có xỉu có tiền cho mình luôn nào. Có xỉu có tiền cho nên bằng đỏ tí. Mở bác bằng đỏ cho anh em nào anh em ơi. Ôi rồi gãy tài tí rồi anh em ơi. Cầu hơi khoai tí rồi. Bảng đỏ gãy tài mất rồi. Bảng xanh thì nó vừa về tài không đây. Xanh tài tiếp luôn anh em. Lại bảng xanh cái tài nhá. Sửa sai anh em ơi. Vốn 47M chốt lại cho anh em à. 10-20M thôi, không cần lãi to anh em, lại an toàn tình cảm đẹp rồi. Quan trọng là chia sẻ anh em vài cái mẹo vào cầu, phương pháp gõ cầu tài xỉu chuẩn này giúp anh em mình có cái tỷ lệ vào cầu chốt lại cao hơn đây thôi. Ai xem từ bằng xanh kia tài trước anh em nhá, xanh tài trước đỏ đánh sâu đi. Có tài có tiền anh em mình luôn. Ai tài bao nhiêu đây? Mở bác tí cho anh em xem tài 5M rồi 6-4-2 chục tài anh em nhá. Tài 12 có đẹp. Bàn đỏ bạn này gãy cho anh em tài rồi, cái trước về tài cái này khả năng cao biết tài tới 3 không, đánh luôn về tài cho anh em đi. Bàn đỏ tài luôn cho em đi. Ôi
bàn đỏ tài luôn là hợp lý nè em ạ. Làm nhẹ tới bài tay nữa chốt lại to anh em tí nào. Nhẹ tới bài tay chốt lại to to anh em tí đây đúng không? Đấy, để đây không kịp bật to rồi. Có tài đi em ơi, có tài rồi đây. Bú tiếp một tay tài xem mình thông hai tay đúng không? Đấy, gọn cầu trúng khuôn như này. Anh em có tí kinh nghiệm và kiến thức soi cầu thì khác biệt ngay, biết cách chốt lại vào cầu ngay. Bằng xanh vẫn theo tài tiếp anh em ạ. Khả năng cao bằng xanh đánh bật tài luôn cho anh em. Bật tài luôn bằng xanh đoạn này anh em nhé. Anh em xem video thấy hay nhớ like, tìm subscribe để cái kênh ủng hộ tôi tí anh em nhé. Và đừng quên là kênh của mình thì chuyên chia sẻ cho anh em kinh nghiệm và kiến thức gõ cầu, soi cầu tài xỉu chuẩn giúp anh em mình có cái tỷ lệ vào cầu cao, dễ dàng chốt lãi hơn. Đấy, tại cổng game TDTC tin đường giờ chơi anh em ạ. Gõ cầu như nào cho nó trúng khuôn thì anh em nhớ xem hết những cái video clip này của tôi thôi. Gõ cầu cứ gọi là đơn giản anh em tí thôi. Ok, bàn xanh có tài tiếp cho anh em luôn rồi. Tình hình như này cái đều tay này nữa thì làm tầm 1-2 tay nữa đủ có cái lãi to rồi. Làm cái cuối cho anh em luôn quá anh em ạ. Đúng không? Cầu dễ thì cố gắng cho cái lãi to anh em tí. Đấy. Gãy bỏ mà cứ đều tay cầu ra đẹp thì chốt lãi cho anh em thì vấn đề thời gian thôi. Bàn xanh nè, bàn xanh vận tài anh em ơi. Bàn xanh vận tài tiếp cho anh em làm tay đẹp đẹp nào. Rồi. Ok. Đẹp thì mình đánh, xấu mình bỏ nhá, đạt đủ cái lãi mục tiêu rồi mình sẽ rút tiền ngay. Nói chung anh em chơi game đừng có tham lam quá nên có cái điểm dừng ha. Anh em không có điểm dừng thì em gọi là không biết điểm dừng đâu, đánh mãi là không biết đủ anh em ạ. Không biết đủ là không được. Chơi game mày có biết điểm dừng anh em nhá. Thắng thua đạt đủ mục tiêu rồi, cầu xấu thì anh em nên gọi là mình rút lại bớt. Đánh có cái mục tiêu rõ ràng ra. Chơi game thì đừng có đánh theo kiểu cảm giác nữa, mà theo đấy thì học cách xoay cầu đi, phân tích cầu như nào cho nó chuẩn đi, vào cầu tỷ lệ thắng nó cao hơn. Đấy, còn gọi là muốn vào cầu nào cho nó chuẩn đi xem hết những cái video clip của tôi để có thêm kiến thức kinh nghiệm cả cầu mong nhá. Rồi cây cuối tài, ok cây cuối chuẩn tài chốt lại thành công cho anh em rồi. Đấy, ok cho anh em 47M lên 71M đây, dương tầm 2 mấy 30M cho anh em lại to luôn. Chốt nhẹ cái lãi cho anh em như này, ổn áp anh em nhá. Xem video thấy hay nhớ like, tìm subscribe đăng ký kênh ủng hộ tôi anh em ạ. Cái này bây giờ mình sẽ kết thúc video luôn. Bye bye anh em và con bác nhá.